Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày 29 Tết chỉ có miền Trung là có mưa nhỏ, còn Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết sẽ tạnh ráo. Với Bắc Bộ, ngày mai vẫn khá rét do là mây nhiều. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất là 19 độ. Sang đến ngày 30 Tết, trời sẽ ấm hơn do là có khoảng hửng nắng ở trong ngày. Nhiệt độ tăng thêm khoảng 2 độ, lên mức là 21 độ. Khá thuận lợi để cho mọi người có thể sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa, đón năm mới. Ở Trung Bộ, việc đi lại trong 2 ngày cuối năm sẽ gặp chút bất tiện bởi khu vực này vẫn có mưa nhỏ bất chợt ở trong ngày. Mưa xuất hiện ở khu vực từ Nghệ An xuống tới Khánh Hòa. Có mưa nên nhiệt độ cũng khá thấp. Từ thành phố Vinh xuống tới Huế là 18 cho đến 22 độ trời rét. Từ Đà Nẵng trở vào đến Nha Trang se lạnh với mức nhiệt là từ 23 đến 26 độ. Tây Nguyên là khu vực có thời tiết đẹp nhất trong ngày 29 và 30 Tết. Trời có nắng cả ngày nhưng mà không hề nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 21 cho đến 27 độ. Nam Bộ cũng có nắng cả ngày, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi đón Tết của người dân. Nắng đan xen với mây nên trời cũng sẽ không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30 đến 32 độ. Riêng có Biên Hòa và Thủ Dầu Một cao hơn 33 độ. Trên biển, tàu thuyền vẫn cần phải lưu ý gió mạnh ở khu vực. Từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi phía tây của huyện đảo Trường Sa. Vì ở đây gió vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Còn đối với huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và có bản tin là dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.